Thứ tư là ngày mùng 10 tháng 5 2023, âm lịch là ngày 21 tháng 3, tức ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thìn. Ngày này được gọi là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng hành đồng cực, Dương Thổ gặp Dương Thổ. Ngày theo hiệp kỷ Biện Phương Thư là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, có sao Thái Ất Tinh và Thiên Quý chủ trị, sự may mắn và hành thông. Ngày Thanh Long Hoàng Đạo được lấy từ bốn linh vật Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Ngày Thanh Long được xem là ngày tốt nhất trong tất cả các ngày hoàng đạo. Ngày này sẽ giảm thiểu những cái rủi ro, xui xẻo, đem lại những cái điều may mắn, hành thông cho mọi người. Công việc được thăng tiến, công danh được thăng quan tiến chức, thi cử đỗ đạt, mọi điểm xấu được xua đi và điểm lành được mang tới. Ngày năng lượng tràn đầy, sinh lực rất là dồi dào, sinh khí tràn đầy năng lượng. Theo ngài Khổng Minh, đây cũng là ngày đại an, thì được phú quý và có quý nhân giúp sức, mọi điểm xấu đều được hóa lành và gia đạo rất là bình yên và hạnh phúc quý vị nhé.